Xin chào tất cả anh em cùng tất cả các bác trên toàn quốc nhé. Hôm nay bên em có một lô máy nó cũng vừa tiền, hợp lý để cho các bác tham khảo và lựa chọn nhé. Thì bên em có hai con máy nó vỡ lốc kìa, thì anh em về anh em thịt, anh em luộc đồ nhé. Thì giá cực kỳ hợp lý. Đấy, cực kỳ hợp lý nhé. Và một con máy OEA100 và một con Liosu AK, máy lổ ngon nhé. Và thứ ba đó là con Uy RSX, con này giá 4 triệu lổ cực ngon nhá. Và một con Honda. Đấy, Honda này giá có 3 triệu 2 thôi. Máy con RS nhá, nhưng mà tháo xe. Con này vẫn lổ ngon, cam kết các bác lổ ngon hết nhá. Đấy thì em cũng giới thiệu sơ qua một chút thôi. Thì anh em nào vừa xem kênh em, anh em có mua hàng anh em liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em nhá. 0364011683 và 0983198883. Đấy, hai số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em. Và mỗi một con hàng này thì anh em có mã và giá tiền. Anh em cho kênh một nút like và đăng ký kênh nhé. Sau anh em xem lại nó dễ. Anh em cứ đăng ký kênh. Đấy, anh em chưa mua, sau là anh em mua của bên em thì anh em lại xem lại nó dễ. Rồi, đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu với các bác một con UAZ. Con này đúng thật sự với các bác là em tháo xe ra. Đấy, xe nó cũng gọi là tình trạng nó giấy có chủ cũ nhưng nó bị mất rồi. Đấy, em báo một chút nhá. Con này thì giá em bán 3 triệu 2. Đây, con này nó vẫn còn chế xịn này. Đấy, máy lổ cam kết các bác lổ ngon nhá. Máy thì nó đã chạm rồi. Máy đã chạm rồi. Đấy các bác nhá. Thì con này đây. Con này là cồn không biết nó ra chưa. Đấy, nói chung là nó cũng đã chạm rồi nhá. Nhưng mà tất cả đồ Honda ngon hết các bác nhá. Đồ Honda ngon hết. Con này giá 3 triệu 2 mã Q30 nhá các bác nhá. 50. À Q50 nhá. Đấy Q50. Đấy, con này củ đề thì không biết thay chưa. Củ đề thay rồi các bác nhá. Thì tại vì cái giá nó 3 triệu 2 thật sự các bác là đồ Honda. Em bán sát xe nó đã được 2 triệu rưỡi 2 triệu 7 rồi mà nó còn lát chét cơ. Còn con này thì em cam kết các bác là máy lổ ngon nhá. Lổ ngon. Đấy, anh em về anh em chỉ phải gắn lên xe là lổ thôi, là chạy thôi. Chế vào khí xịn này. Đấy, đầu bò thì nó đã chạm rồi nhá. Đấy. Đây đây. Đầu bò vẫn HVN Honda nhá. Hơi vẫn hơi xịn nhá. Con này chắc là nó thay sắc măng rồi. Thay sắc măng này. Còn tất cả điện vẫn điện Honda nhé các bác nhé. Điện Honda. Con này cốt máy anh em nhìn này, nó còn đạt 90% này. Đấy, 90%. Con này thì thật sự với các bác là nó cũng đã chạm rồi. Nên em cũng em chưa vệ sinh đâu. Con này mua về em thấy ngon quá thì các bác nào mà cảm thấy ok được thì bác mua nhá. Q50 giá 3 triệu 2, cam kết các bác là máy số ngon. Đấy, là theo IC con nạp này. IC con nạp cần đạp con số. Đấy, về anh em chỉ được thay lên là cốt máy thì ngon rồi. Cốt máy thì các bác yên tâm, cốt máy dày cực kỳ luôn. Anh em lắp ba bánh cực kỳ trâu bò nhá. Máy lổ êm không chưa ra khói nhá. Q50 giá 3 triệu 2, tất cả là đủ đồ hết, là đủ zin hết nhá các bác nhá. Đồ zin đây, bụng máy đây. Con này thì nó lúc nó thay dầu nó hơi ra một chút thôi. Đấy, về anh em vệ sinh lại một cái là ngon. Đấy, giá của nó là 3 triệu 2. Rồi, tiếp theo con thứ hai nhá. Con thứ hai. Con này thì dành cho bác nào nó tiền cũng vừa thôi mà các bác muốn. Đây. Con này thì nó giá 4 triệu nhá. Con này thì em vệ sinh qua một chút rồi. Đề vẫn củ đề xịn nha các bác nhá. Củ đề xịn này, con này giá 4 triệu nhá. Con này là mã Q51. Giá 4 triệu. Con này là hàng thanh lý của xe công an ra. Con này là thật sự với các bác là con này nó để ở bãi mà xe gọi là không phải xe tai nạn mà khi nó bị bắt rồi ấy, thì người ta không lấy nữa nên là thanh lý công an ra. Đấy thì em mua lại được. Đây các bác thấy nhìn nó để ngoài trời nha, nó hơi han một chút này. Hơi han một chút nhá. Thì còn cam kết các bác máy là máy zin toàn bộ 100% đây. Ốc chưa chạm nhá. Zin 100% tại ý là mấy con ốc này là han này. Han nhá. Đấy, han. Đấy có lúc em mua ấy thì là em đã thử trước rồi là những con ốc này đều tháo ra hết nhá. Đây, cái tất cả cái dòng này là con này là tháo khó nhất. Thì bên em đã tháo rồi. Thì là đây, em xoáy tay các bác nhá. Thì là em đã thử em tháo rồi. Thì thường thường là mua những cái con máy mà để ở bãi lâu ấy thì là cái con ốc này khoai nhất là không ra này. Đấy, khoai nhất không ra. Mà con này em cam kết các bác là máy chưa chạm, máy lổ ngon nhá. Con này giá 4 triệu này. Mỗi con ốc này nó hơi han một chút này, về mà anh em có một con máy như thế này rồi anh em sang những con ốc khác. Anh em sang con ốc này, thay con ốc này, cái là ngon. Được mỗi hai con này nó bảo vệ nó vẫn còn tốt. Thì là đây, chế ken hin xịn nhá. Con này giá 4 triệu bao ship nhá. Q51 4 triệu bao ship là bao cho các bác là đủ hết nhá. Đây, máy số nó vẫn còn.
con là Uy giờ SX này, cái này một tay đấy. Đấy, số má anh em thấy ngọt không? Đấy, số cực kỳ ngọt nhá. Con này giá 4 triệu thật sự với các bác là nó cũng quá là ngon rồi, quá là ok rồi. Đây, nó theo dây điện nhá, IC con nạp xịn này. Đây nhá. IC con nạp xịn nhá. Đấy, cần nạp cần số IC con nạp mô bin sườn này. Đấy. Con này giá 4 triệu Uy giờ SX, con này quá ngon luôn các bác. Nếu mà các bác không quá quan tâm về mấy con ốc này thì các bác chạy về các bác thay nhá. Thì các bác thay mấy con ốc này thì nó không đáng kể bao nhiêu tiền cả. Đấy, đây các bác nhìn này. Côn zin nhá, điện zin này, vách giữ chưa trẻ, đầu bò zin nhá. Đầu bò zin con này giá 4 triệu, mã Q51 nha các bác nhá. Rồi, tiếp theo con thứ ba ngày hôm nay. Em quay cũng nhanh thôi. Tại vì bên em bán có khi ngày nào bên em bán hết ngày đấy nên là các bác cứ lưu ý mua là con nào các bác chốt luôn nhá. Con này là con Liso HK, con Liso HK con này lắp như con Dzem nhá. Đây, con này Dzem, con này là hơi 110 này. Con này Liso HK, con này thì em cam kết với các bác là đấy. Đấy, số vẫn còn ngọt nhá. Con này thì máy móc sạch sẽ, con này rơi trên xe xuống nhá. À, máy cực kỳ ngon. Đây anh em nhìn này. Ôi, kiểu cốt máy còn đạt gần 100%. Con này rơi từ máy xuống em chưa vệ sinh nhá. Con này giá 1 triệu 6 này. Anh em thiện chí lấy trong ngày hôm nay. Bên em bán 1 triệu rưỡi bao ship. Con này là Q52 nha các bác nhá. Liso HK tàu. À, Liso HK. Đấy, hàng Liso HK là anh em nói chung là nó cũng thương hiệu ấy. Đấy, anh em bốn số tròn côn hai nồi nhá. Thì nó theo IC con nạp mô bin sườn. Chế vừa thay luôn. Chế vừa thay nhá, vẫn còn ngon nhá, máy lổ cực kỳ ngon nhá các bác nhá. Và anh em mua được thì anh em có thể về sử dụng luôn. Đấy, con này thì chưa ra khói, máy lổ êm nhá. Giá 1.600.000 đồng. Đấy, con này củ đề nó còn vừa thay. Đấy, con củ đề vừa thay hơn 200.000 nữa. Q52 giá 1.600.000 nha các bác nhá. Rồi. Còn những cái con nó kém kém một chút thì anh em cứ xem cảm thấy ưng được em mong mua nhá. Đây. Còn con này là giá 4.700.000 nhá. 4.700.000. Con này là zin hết. Đấy, em bao zin nhá. Đây. Côn zin này, vách giữa chưa trẻ, điện zin này. Cốt máy còn cứ đạt gần 100%. Ý là con này đây anh em nhìn này, đấy nó hơi bẩn, nó hơi xấu một chút. Con này giá 4.700.000 nhá. Thật sự là bây giờ mua những cái con như này thì các bác là mua đời cao là cũng hơi bị khó mua. Con này đời nó đời 20 nha các bác nhá. Máy Uy 100 mà đời 20. Anh em lắp xong Uy nhỏ được hết nha các bác nhá. Đây, số này. Đấy, số cực kỳ ngọt luôn. Đây. Đây, còn cốt máy nha các bác nhá, cốt máy nó đạt gần như 100%. Đấy. Con này mã Q bao nhiêu? Con này Q53 nha các bác nhá. Q53 giá 4.700.000. Em bớt các bác 100 còn 4.600.000. Đây này. Đây anh em nhìn nhá. Đây. Nó còn zin hết, chưa một vết mở. Thứ hai nữa là các bác nhá, con này là thứ hai nữa là nó hơi bẩn chút để em cứ chưa vệ sinh nhá. Hơi chưa vệ sinh. Đấy. Đầu bò HVN bao nhiêu đây? HVN 39, con này đời 2012 ấy. Vâng. Đấy, 2012 củ đề này. Đấy, Mitsubishi nhá. Đấy, máy cực kỳ zin nhá. Máy con này zin toàn bộ, con này 4.600.000 em bán thật sự là mấy các bác là em cũng bán con này là em lỗ đấy. Bình thường em mua gấu quá em mua theo lô, con này em mua vào hơn 5 triệu em nghe là lỗ 400.000. Tại vì em thấy con này nó zin quá nhưng mà bẩn. Tại vì rửa thì em cũng không muốn rửa hóa chất nhiều nên bên em chỉ tẩy qua thôi, gọi là cọ qua xà phòng nhá các bác nhá. Con này cực kỳ đẹp, con này Q53 giá 4.600.000 nha các bác nhá. Ôn zin điện zin, đây IC con nạp đây. IC con nạp nhá. Đấy, IC con nạp giá tiền như nào bên em đều bán hết. Rồi, tiếp theo con hai con cuối cùng ngày hôm nay, con này thì nó hơi lỗi một chút. Đấy, anh em cảm thấy mua được là anh em mua nhé. Con này giá 3 triệu rưỡi này. Đây. Đây anh em nhìn nhá, đầu bò này anh em nhìn này đẹp chưa? Đấy, con này quá đẹp luôn. Thật sự với các bác là quá là đẹp luôn này. Zin hết toàn bộ. Đấy, con này là em mua nhưng mà nó lại bị lỗi như này. Thôi để em cứ tả qua đã nhá. Cốt máy dày này, cốt máy còn đạt gần như 100% nha các bác nhá. Đây, số này, em gửi số cho các bác nhá. Đấy. Zin từ con ốc này giờ đi nhá, zin từ con ốc giờ đi. Đấy, tất cả đều zin hết. Con này là Honda Trung Quốc nhá. Thì con này đã bán kèm theo như này đây. Là một cái chế hòa khí xịn này. Kenhin nha các bác nhá. Chế hòa khí Kenhin xịn này. Đó, cái này nó gãy mất cổ rồi. À, con này ngửa bụng này, ngửa bụng này. Đây,
Về anh em hàn một cái là xong rồi. Nó lại vỡ cái chỗ này, hoặc là anh em móc móc chắc là nó rơi mất cái ấy vào trong rồi. Nên là con này em bán thanh lý rẻ nhá. Đấy, con này côn zin, điện zin, vách giữa chưa trẻ, nói chung là zin nguyên bản nhá. Con này giá em bán 3 triệu rưỡi, bình thường em bán 4 triệu rưỡi nhá, hạ xuống. À, con này là mã Q45 nhá. Giá 3 triệu rưỡi. Quy bao nhiêu? Q54 Con Q54 giá 3 triệu rưỡi, em bán 3 triệu 4. Đấy, thật sự các bác là mua xác này thì nó là em bán lỗ đi, em bán lỗ nha các bác nhá. Đấy, giá lại còn bao ship cho các bác nữa. Về anh em tháo, anh em lấy côn này, anh em lấy số này, anh em lấy điện này, anh em lấy củ đề, anh em lấy hơi, rồi số má tay biên. Đấy, anh em về lấy cái đọc cái chế không này. Nếu mà cái chế xịn này còn hoạt động là bên em đã bán 500.000 một con rồi, 500.000 một cái. Nhưng mà con này nó hơi vỡ một chút. Con này giá 3 triệu 4 nhé các bác nhé, 3 triệu 4. Đấy, các bác cảm thấy ok thì các bác mua nhé. Đây, một con này là con Q55 nữa các bác nhé. Q55, con này cũng zin toàn bộ. Đây, nó lỗi này này. Nhiều lúc nó hơi dở hơi một chút là về anh em tháo lấy vách, anh em thấy vách lấy ấy nhá. Con này giá, con này em để rẻ hơn một chút là 3 triệu 2 nhá. 3 triệu 2 bao ship. Đấy, máy số là các bác khỏi phải nghĩ luôn. Con này đây, nhìn nhá, nó zin toàn bộ luôn. Đấy các bác nhá. Đấy, con này zin toàn bộ đầu bò ống hơi nhưng mà nó mất cái ống hơi rồi. Đấy, được cái chế này. Cái chế này là cũng vào mất vào cũng 5-700 nghìn cái chế rồi. Chế xịn Kenhin nhá. Các bác anh em thợ nhá, nhìn cái biết là chế xịn luôn. Cái này thì thường thường là anh em giã đồ là ngon nhất. Con này zin này. Thật sự là đến thị trường mà các bác kiếm được cái con như này, các bác tháo đồ ra thì thật sự không có, hơi ít. Đấy, bên em là Honda tàu đây, anh em nhìn này, ốc nó gần như là vẫn còn lớp mạ, chưa một vết chạm nha các bác nhá. Nhìn anh em nhìn con ốc cái biết ngay luôn là con này chạm hay chưa nhá. Đấy, anh em nhìn cái biết chạm hay chưa. Con này là mã Q55, giá 3 triệu 4 nhá. Em để 3 triệu 4 đấy, anh em nào ưng được. Con này lỗi hơn, à con này 32 à. Ừ, thế xin lỗi anh em tí nhá, 3 triệu 2. Con này nó hơi lỗi tí này, anh em nhìn chưa. Anh em về anh em khéo tay, anh em hàn lại một chút nhá. Hoặc anh em ấy là cái là ra cho nó bằng cái là ok rồi. Đấy, thanh lý. Còn cam kết các bác máy số zin nhá. Zin toàn bộ hết, tất tần tật ngon hết các bác nhá. Đấy, con này là Q55, giá 3 triệu 2. Anh em cảm thấy ok, anh em mua về giã đồ anh em mua nhá. Rồi, chào tất cả các bác, tất cả anh em.